Hãy đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Zakat, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, từ ngàn đời xưa cho đến tận hôm nay, tục lệ thờ cúng ông công ông táo đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam trước mỗi độ Tết đến xuân về. Chẳng thế mà trong tâm trí của chúng ta vẫn luôn in dấu ấn sâu đậm của hình ảnh các vị táo quân cưỡi cá chép lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Theo chia sẻ của thầy phong thủy Zakat, đối với bàn thờ táo quân cần có những nguyên tắc nhất định để đảm bảo cho việc thờ cúng được thuận lợi, giúp cho các vị lên thiên đình được thừa lộ bình an, cũng là phù hộ cho gia đình được thuận hòa và yên ấm. Để nắm bắt được các nguyên tắc này và đảm bảo cho việc thờ cúng táo quân diễn ra suôn sẻ, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Từ xưa đến nay trong dân gian vẫn có câu thơ: thế gian một vợ một chồng, chẳng như vua bếp, hai ông một bà. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của câu nói trên thông qua sự tích ông công ông táo. Theo chuyện xưa kể lại thì ở một làng nọ có đôi vợ chồng nghèo khổ nhưng hiền lành, chồng tên Trọng Cao, vợ là Thị Nhi. Không may họ kết hôn đã lâu mà không có lấy một mụn con, cũng vì đó mà sinh buồn phiền, cãi vã thường xuyên. Một hôm Trọng Cao tức quá mới đánh vợ, cũng vì tức giận mà Thị Nhi liền bỏ nhà ra đi, rồi nàng gặp một người tên là Phạm Lang. Phạm Lang đã khéo léo an ủi nàng và hai người nên vợ nên chồng. Khi Trọng Cao hết giận liền đi tìm vợ khắp nơi, bỏ hết công việc làm ăn và trở thành người ăn xin. Một hôm Trọng Cao đến nhà khá giả để xin ăn thì bà chủ đem cơm ra cho, thì đó là Thị Nhi, hai người liền nhận ra nhau. Vì tình xưa nghệ cũ nên hai người hàn huyên thì Phạm Lang đi săn về, được con cầy, Thị Nhi vì sợ chồng hiểu lầm nên đã giấu Trọng Cao vào đống rơm. Phạm Lang nhờ Thị Nhi đi mua rượu, còn mình thì đi đốt đống rơm để thui cày. Thôi chết, Trọng Cao đang ngủ bên trong đống rơm. Trong lúc đó thì Thị Nhi về, thấy chồng cũ chết thì cảm thấy như chính mình vừa giết chết chồng cũ, liền lao vào đống rơm. Phạm Lang thấy vợ chết cũng đâm đầu vào đám lửa chết theo. Ba người sau đó được Diêm Vương cho hóa làm ba ông đầu sâu. Vì thương cho tình cảm ba người sâu nặng nên Ngọc Hoàng đã phong cho làm vua bếp. Ngày ấy là ngày 23 tháng Chạp. Vậy nên từ đó đến nay, cứ vào ngày 23 tháng Chạp là người người, nhà nhà lại thực hiện nghi lễ cúng táo quân và thả cá chép để tiễn táo quân về chầu trời. Chúng ta vẫn thường cúng ông công ông táo như một tục lệ truyền thống, thế nhưng không phải bất cứ ai cũng nắm được các nguyên tắc quan trọng với việc sắp xếp bài trí bàn thờ táo quân. Phong thủy sư Zakat sẽ lưu ý đến quý vị về những điều cần lưu ý như vị trí đặt bàn thờ táo quân cùng các lễ vật cần thiết. Thứ nhất là vị trí đặt bàn thờ táo quân. Chắc các bạn cũng biết rằng táo quân hay còn gọi là vua bếp là một vị thần rất quan trọng đối với mọi gia đình Việt Nam. Vậy nên việc chuẩn bị đặt bàn thờ và lễ cúng tất cả đều phải thật chuẩn xác. Việc đặt bàn thờ táo quân để ở đâu cho hợp phong thủy cũng là điều mà các gia đình cần hết sức lưu ý, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ. Bàn thờ táo quân cần được đặt trong khu nhà bếp, hướng bàn thờ xoay về hướng bếp. Bạn nên đặt đầu bàn thờ hướng ra phía bếp hoặc đặt song song, không nên đặt bàn thờ quá xa bếp nấu. Đặc biệt không nên đặt bàn thờ táo quân gần các bồn rửa hay các nguồn nước trong bếp, bởi quan niệm truyền thống xưa cho rằng trong ngũ hành thủy khắc hỏa sẽ làm cho bếp khó giữ lửa, nhiều điều không may và gia đình không thuận hòa. Chúng ta tuyệt đối không nên đặt bàn thờ táo quân theo hướng đối diện nhà vệ sinh. Bàn thờ là nơi linh thiêng, không nên đặt ở nơi ô uế. Một trong những sai sót dễ nhầm lẫn nhất khi cúng ông công ông táo, đó là nhiều gia đình cúng luôn tại bếp. Nếu nhà bạn không có bàn thờ táo riêng thì nên thắp hương cúng kiêng ở bàn thờ gia tiên, chứ không nên thực hiện thắp hương hoặc cúng tại bếp. Còn xét theo quan niệm của người xưa, trong ngũ hành âm dương, táo quân thuộc hỏa, vì vậy bạn nên đặt bàn thờ táo quân ở hướng nam. Đây là hướng hỏa rất thịnh, sẽ đem đến cho gia đình chủ may mắn, tài lộc, thịnh vượng trong năm. Tốt nhất là gia chủ nên đặt bàn thờ táo quân ở vị trí cao giáo, thoáng mát nhằm tránh bụi bẩn, khói, dầu mỡ trong quá trình nấu nướng bám vào bàn thờ. Bạn cũng có đặt bàn thờ bằng cách sử dụng một bệ cao hơn so với mặt bếp để làm bàn thờ, hay bạn có thể chọn không gian góc bếp ít sử dụng để tránh va chạm hoặc bụi bẩn. Nếu cẩn thận hơn nữa, bạn có thể sử dụng một tấm kính phía dưới tủ treo nhằm ngăn chặn không để khói nhang làm ố vàng. Có thể dễ dàng tháo gỡ để lau chùi vệ sinh bàn thờ kính khi cần thiết một cách tiện lợi và nhanh chóng. Thứ hai, bàn thờ ông táo cần những lễ vật gì? Gia đình nào được táo quân phù hộ nhiều thì hạnh phúc, yên ổn, thành đạt và bình yên. Vì vậy không chỉ việc đặt bàn thờ táo quân sao cho hợp phong thủy mà chúng ta còn nên quan tâm bàn thờ ông táo ngày 23 tháng Chạp cần có những gì để thực hiện cho đúng chuẩn nghi lễ.
Có một đĩa gạo, một đĩa muối, một bánh canh mọc hoặc canh măng, một đĩa giò, một đĩa xôi gấc hoặc bánh chưng, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, ba chén rượu, một quả bưởi, một quả cau, lá trầu, một lọ hoa cúc, một tập giấy tiền vàng mã, ba con cá chép vàng. Ngày lễ 23 tháng Chạp hàng năm được dân gian quan niệm là ngày táo quân về chầu trời. Các thần về trời để tâu với Ngọc Hoàng một năm làm việc thiện ác, tốt xấu của gia đình, để Ngọc Hoàng đề ra một chương trình làm việc trong năm mới. Việc thờ cúng ông Công ông Táo nhằm thể hiện sự mong muốn táo quân giúp giữ bếp lửa gia đình luôn hạnh phúc và ấm áp. Tuy nhiên hiện nay do phong tục mỗi nơi mỗi khác và có nhiều tranh luận khác nhau về vấn đề chuẩn bị lễ vật để tiễn các táo về trời. Vì thế mà trong xã hội ngày nay đã xuất hiện khá nhiều quan niệm sai lầm khi cúng ông Công ông Táo. Đầu tiên là quan niệm phải cúng trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp, nếu sau giờ này sẽ mất linh. Theo quan niệm dân gian, chúng ta thường phải sắp xếp mọi công việc để chuẩn bị cho việc cúng lễ vào trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Tùy theo điều kiện thời gian mà có thể cúng ông Công ông Táo vào trưa hoặc tối ngày 22 tháng Chạp, cùng lắm là cúng ngày 23 tháng Chạp. Nhưng thực tế ở đây, nhiều gia đình ai cũng phải đi làm, công việc rất bận rộn, không thể nghỉ ở nhà để chuẩn bị lễ vào trước giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì thế chúng ta vẫn có thể cúng sau 12 giờ trưa và ngày 23 tháng Chạp. Thậm chí do điều kiện thời gian, hoàn cảnh, có thể cúng vào chiều hoặc tối cũng không sao, miễn là không quá ngày 23 tháng Chạp. Nhưng dù sao, thời điểm đẹp nhất vẫn là tối 22 và sáng 23 tháng Chạp. Còn nếu cố gắng được thì nên chọn thời điểm tốt nhất để cúng. Đó là thời gian từ 11 đến 13 giờ là giờ ngọ. Đây là thời điểm phù hợp nhất để các vị thần quy tụ để chuẩn bị về chầu trời. Thứ ba, có nên cầu tài, cầu lộc khi cúng ông Công ông Táo hay không? Nhiều người theo thói quen khi khấn vái hay xin tài lộc, nhất là những người làm kinh doanh thì xin được làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc, của cải đầy nhà. Sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo trở nên khấn xin như vậy. Theo truyền thuyết dân gian, táo quân về trời là để báo cáo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong năm của gia chủ với Ngọc Hoàng, có cả việc tốt, có cả những việc xấu. Chính vì vậy, khi làm lễ cúng này, các gia đình chỉ nên thành tâm cúng lễ và xin các táo bỏ qua những điều xấu, chỉ báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng để không làm giảm công đức của gia chủ mà thôi. Thứ tư, không ném cá chép từ trên cao xuống dưới hồ. Cá chép hóa rồng sẽ đưa ông Táo về trời, cá chép khi ấy tượng trưng cho thần linh, cần phải chú ý khi thả cá. Các bạn nhớ chọn nơi sông hồ rộng, nhiều nước, không ô nhiễm để thả cá. Lưu ý rằng phải thả cá từ từ xuống nước, tuyệt đối không đứng từ trên cao như đứng trên cầu, trên đường và ném cá xuống nước. Độ cao quá lớn có thể khiến cho cá bị sức ép và chết hoặc yếu đi, không sống được. Quý vị thân mến, có rất nhiều người quan niệm rằng cúng táo quân phải sử dụng cái chết thật để phóng sinh. Nếu dùng cá chép giấy thì các thần Phật sẽ không thể lên chầu trời được và điều đó đồng nghĩa với sự bất kính, xúc phạm thần linh khiến cho gia đình gặp phải nhiều sóng gió và tai họa. Tuy nhiên điều này có phải sự thật hay không? Hãy để phong thủy sư Gia Cát chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Có nhiều người cho rằng chỉ nên dùng cá chép thật để cúng ông Công ông Táo, nhưng trên thực tế dùng cá chép giấy đều được. Quan trọng lòng thành và sự thành tâm của gia chủ. Nhưng có điều kiện thì dùng cá chép thật vẫn sẽ tốt hơn. Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho rằng, dùng cá chép thật còn có ý nghĩa thả phóng sinh thiện lành. Cá chép thật sau khi làm lễ được thả phóng sinh mang rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc để đưa ông Táo bay về trời, theo quan niệm của dân gian thì tục lệ phóng sinh này còn mang tư tưởng của Phật giáo liên quan đến vấn đề môi trường rất sâu sắc. Ngoài ra, phóng sinh để bảo vệ môi trường nên không được vứt rác bừa bãi, nhớ bỏ các túi đựng rác vào đúng nơi quy định, đúng chỗ. Hãy để ngày lễ phóng sinh mang đúng ý nghĩa của nó, tinh thần từ bi. Theo quan niệm của nhà Phật, lòng từ bi của nhà Phật không chỉ với loài người mà nó mở rộng ra muôn loài muôn vật. Triết lý nhà Phật là coi tất cả muôn loài, kể cả con người cùng chung một bàn, kể cả con người cùng chung một bàn thể cội nguồn. Do đó cẩn thận kẻo thả cá phóng sinh mà thả luôn cả túi ni lông hoặc thả không đúng cách tạo thêm nghiệp. Quý vị thân mến, cho đến tận ngày nay, việc thờ cúng táo quân, vua bếp vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp của người dân nước Việt. Hy vọng là những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp gia chủ hiểu rõ hơn về nguyên tắc thờ cúng ông Công ông Táo sao cho chính xác. Để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về phong thủy tâm linh, các bạn hãy nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình để gặp gỡ thầy phong thủy Gia Cát. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!